Chào các bạn, chào các bạn đến với khóa học GJ Master. Trong module 5 thì chúng ta lần đầu tiên chúng ta sẽ tiếp cận với nguyên lý áp dụng. Chúng ta vừa tiếp cận với nguyên lý áp dụng trong cách sử dụng công cụ GJ Engine Ranker với việc SEO các khóa 2.0. Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số nguyên lý liên quan tới việc áp dụng công cụ GJ Engine Ranker để SEO các video. Tương tự với các khóa 2.0 thì bản thân các web hay các video YouTube hoặc là các cái site video khác cũng là những cái trang có mức độ tín nhiệm rất là cao. Domain authority của những trang này rất là cao. Các bạn có thể thấy khi các bạn truy cập vào YouTube thì các bạn thấy domain authority của những trang này. Domain authority của YouTube DA có nói đến 99. Thì đây là một trong những trang có cái DA rất là cao. Hoặc là các bạn có thể thấy ở Vimeo. Ở Vimeo site thì trang này có domain authority lên đến 97. Thì bản thân những cái trang về YouTube hoặc là Vimeo là những trang video site thì có cái độ trust cao, domain authority của nó rất là cao. Và chúng ta tận dụng được cái thế mạnh của những trang đó để chúng ta SEO video. Thì đối với trường hợp mà các bạn SEO trên video YouTube thì chúng ta cũng thực hiện một số cách tương tự. Chẳng hạn, các bạn có thể dùng web 2.0 để chúng ta xây dựng link link tier, tặng link tier 1 cho chính các video đó. Hoặc là các bạn có thể sử dụng video YouTube để làm chính cái link tier cho video YouTube khác, hoặc là chính bản thân nó. Video YouTube là những trang mà có cái độ trust cao, và hầu như thì những cái kênh của video YouTube nó rất ít bị khóa, bị xóa khi mà các bạn sử dụng link, trỏ nhiều link về. Tuy nhiên, nếu mà các bạn trỏ từ công cụ GJ Search Engine Ranker rất là nhiều thì nguy cơ khóa cũng vẫn bị có. Thì chúng ta cần phải xác định là chúng ta sẽ chọn một số lượng link mang thuộc tính contextual link và những link chất lượng về trên video YouTube thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Ví dụ đây là một cái video mà mình đã chạy bằng công cụ GJ Ranker. Thì các bạn thấy thì thông số về BA của nó thông số BA của nó cao 51. Thì ban đầu khi các bạn tạo video thì các bạn sẽ chưa có cái thông số về BA. BA nó sẽ bằng 1. Và chúng ta sử dụng công cụ GJ Ranker để chúng ta làm SEO thì nó sẽ gia tăng cái sự biến thiên về BA từ 30 đến 45, đặc biệt là domain authority của những trang này là cao. Do đó chỉ cần một hai backlink đến từ cái trang mà công cụ GJ Search Engine Ranker trỏ về video thì ngay lập tức PA của nó có thể lên từ 30 đến 45. Thì đó là cái khá là đặc biệt đối với các công cụ khác. Như vậy đối với video thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sử dụng Quest 2.0 để làm link tier. Chúng ta làm thằng link tier 1 cho web cho video, hay chúng ta sử dụng chính cái video đó để chúng ta SEO luôn. Thì thông thường thì mình để an toàn thì các bạn có thể sử dụng web 2.0 làm thằng link tier 1 cho video thì nó sẽ an toàn hơn. Hoặc là nếu mà các bạn đối với video rồi thì mình sẽ
mình đã sử dụng link thằng link kia, tức là sử dụng chính nó làm thằng link kia luôn, thì cái độ trust của nó vẫn tăng, VI vẫn tăng. Thì đây là cái dự án mà mình đã show cho video YouTube. Các bạn thấy là mình rõ về video YouTube chỉ có 461 link, trong khi các link spam, các link nào link tier 3 thì có rất là nhiều link, nhưng mà link chất lượng về trong mình đã thiết lập một cái bộ lọc link chất lượng về đến video YouTube, hiện thời chỉ còn có hơn 400 link. Như vậy thì chúng ta sẽ thống nhất một điều là chúng ta sẽ không bán link ngầu ạt, chúng ta sẽ không chạy link ngầu ạt từ công cụ Digital Engine Ranker về YouTube. Thì đó là khi các bạn làm như vậy đó, thì nhắc là cái video YouTube sẽ bị xóa, có khả năng bị xóa bởi Google. Cái thứ hai là nó dễ gây ra tình trạng spam link. Thì cách tốt nhất các bạn phải thiết lập một bộ lọc thông qua web 2.0 hoặc là thông qua tầng link tier 3 để chúng ta lọc được cái những link xấu, chúng ta sử dụng những link tốt để chúng ta rõ về các video YouTube, và ngay cả chính bản thân các bạn với 2.0 cũng vậy. Bản thân các tầng link tier 3, link tier 2 là những bộ lọc tuyệt vời giúp cho link tier 1 có khả năng nhận được nhiều link view và giúp cho website chúng ta ranking tốt hơn trên Google. Thì đó là nguyên lý mà chúng ta cần phải biết khi chúng ta áp dụng hai công cụ này để sell cho chúng ta áp dụng công cụ này thì chúng ta sell cho hai cái loại đặc biệt, đó là với 2.0 và video YouTube.